sao con không gọi điện thoại về cho ngoại? Con đang bận lắm. Nào rảnh con về, ngoại đừng có gọi cho con nữa. Bận hả? Bận thôi. Nhớ ăn cơm, đừng có bỏ bữa nha con. Con rồi. Sao ngoại cứ nhắc con hoài vậy? Con đâu phải con nít đâu. Thương thì nhắc vậy thôi. Sao bây giờ anh mới gọi lại cho em? Ăn cơm chưa? Lần sau em gọi là phải bắt máy liền đó, biết chưa? Con nhỏ này mất dạy thật đấy. Bà ốm như thế mà không biết về mà chăm sóc bà. Không có, không có đâu. Nó lo, nó làm, nó kiếm tiền. Tôi thì tôi lo nó. Nó không ăn, nó mất sức khỏe thôi. Nó không phải vậy đâu. À mà, nè, nó mới mua cho tôi hộp thuốc bổ. Nó nói thuốc bổ tốt, đâu có bệnh gửi về đó. Bổ thì có bổ đấy, nhưng mà làm sao mà bằng được chính tay nó về đây chăm sóc bà. À, mà bà có nói cho nó biết bà đang bệnh không? Nói làm gì để nó lo không biết nữa. Ôi. Cái bệnh già mà. Đừng để bận rộn là cái cớ khiến ta mất dần cơ hội chăm sóc gia đình. Vitatree, món quà lộc xuân gửi trao sức khỏe